chúng tôi đồng hành cùng ước mơ của bạn. Sẽ có trở ngại và thất vọng trên đường đi, luôn luôn. Nhưng nếu bạn yêu thích nghệ thuật và có đam mê, với bất cứ thời gian nào bạn đều có thể đến lớp. Bạn yêu thích nghề nói và muốn chinh phục nó. Bạn đã sẵn sàng để biến đam mê của mình thành hiện thực. Tuổi trẻ luôn có những ước mơ và hoài bão. Lớp học diễn viên lồng tiếng làm chủ giọng nói, mở cửa và nhận học viên mỗi ngày. Cuộc sống khởi đầu từ những ước mơ, khao khát vì tương lai tươi sáng. Không có chất giọng hay, vẫn có thể trở thành diễn viên lồng tiếng. Liệu có thể? Đa số các bạn mới biết đến với nghề lồng tiếng, nhìn chung đều có những thắc mắc như nhau. Nghề lồng tiếng liệu có cần ngoại hình hay không? Và trước khi đến với nghề, có cần là một diễn viên hay không? Tân Phong Promotion sẽ giúp bạn giải đáp về những thắc mắc xung quanh nghề lồng tiếng và khám phá khả năng tiềm ẩn của bản thân nào. Tham gia khóa đào tạo, các bạn sẽ được những gì? Công ty cung cấp cho bạn 20% lý thuyết làm nền tảng cơ sở và 80% thời gian thực hành tại phòng thu âm với đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Học kỹ năng đọc voice off, một nghề đang rất hot trong lĩnh vực digital marketing. Mỗi học viên sẽ được giáo viên có chuyên môn kèm cặp, chỉnh sửa, được dạy kỹ năng diễn xuất, nhập vai lồng tiếng. Trong quá trình học, bạn sẽ có cơ hội thu âm và trực tiếp làm việc với những dự án tại công ty. Chúng tôi đồng hành cùng ước mơ của bạn. Học đến khi lành nghề, học xong làm cộng tác viên tại công ty. Thời gian gồm 3 lớp. Lớp sáng 9 giờ đến 13 giờ, lớp chiều 13 giờ 30 đến 17 giờ 30, lớp tối 18 giờ đến 21 giờ 30, độ tuổi 8 tuổi đến 60 tuổi, học phí trọn khóa 7 triệu đồng, đặc biệt giảm 10% khi đóng hết học phí một lần, còn 6 triệu 300 ngàn đồng. Tham gia ngay khóa học diễn viên lồng tiếng tại Tân Phong Promotion để dám ước mơ, dám thực hiện. Thông tin liên hệ, địa chỉ 193A-2B, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0919 191 595 hoặc 0979 060 357 gặp thầy Danh. Email tân phong promotion@gmail.com.